Ngày 6 tháng 9, tại Hội trường Thống Nhất, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 1994-2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình. Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi đã có nhiều đóng góp, gắn bó với các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh qua 30 năm. Hiệu quả lớn nhất từ kết quả 30 năm triển khai các chương trình chiến dịch tình nguyện hè là con người. Có 222.000 thanh niên, sinh viên trở thành hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Có 96.000 thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có 6.000 đoàn viên viên ưu tú, chiến sĩ tình nguyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều chiến sĩ sau khi tham gia hoạt động đã trở thành thủ lĩnh của phong trào. Chương trình cũng tạo môi trường, điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ ý kiến, góp ý đối với các hoạt động, phong trào tình nguyện của thanh niên thành phố trong thời gian tới. Theo báo cáo của Chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Cụ thể, về công khai, minh bạch, đã kiểm tra tại 11.056 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. Về thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đã tiến hành 6.374 cuộc kiểm tra, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm. Qua đó, đã xử lý hành chính 129 người, chuyển xử lý hình sự 2 người, kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng. Về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đã kiểm tra tại 7.651 cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ cũng chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng với 37.474 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, các cơ quan có thẩm quyền đã xác minh tài sản, thu nhập 13.093 người. Đáng chú ý, có 54 người không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm đã bị xử lý như xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức. Vừa qua, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát dịch bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 66.380 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 15 bệnh nhân tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết giảm 61,5% và số người tử vong giảm 79 trường hợp. Dù số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trong cả nước giảm nhưng riêng miền Bắc tăng hơn 125%, đặc biệt Hà Nội tăng khoảng 5 lần. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận thêm 1.129 ca mắc sốt xuất huyết, nâng số ca là 6.693 ca. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong. Qua giám sát cho thấy, Hà Nội còn nhiều ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát dai dẳng do chưa xử lý dập dịch tốt ngay từ đầu và người dân còn chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều ngày 5 tháng 9 đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Tính, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, đối tượng dùng hung khí cướp xe gắn máy, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo xác minh, đối tượng tên Nguyễn Đức Tính vừa bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Công an tỉnh Bình Phước đã khẩn trương lên phương án truy bắt vì đối tượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Khi đối tượng vào một cây xăng thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, thì bị phát hiện nên đã rồ ga chạy về hướng tỉnh Bình Dương. Sau cuộc truy đuổi, đến khoảng 14 giờ, với sự vào cuộc của các đơn vị công an Bình Phước và lực lượng phòng chống tội phạm Đồng Xoài, Tính đã bị bắt giữ tại một tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo sau 2 giờ lẩn trốn. Ba bệnh nhân là ngư dân tàu cá BTH 97887TS.
Sau khi cùng lặn sâu khoảng 10 đến 20 mét trong hơn 2 tiếng đồng hồ để bắt thủy sản, sau 1 giờ lên tàu cả ba hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở nên được đưa vào bệnh xá đảo sinh tồn. Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, kiếp quân y tại đảo sinh tồn hội chẩn telemedicine với Viện Y học Hải quân và Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Qua hội chẩn xác định hai người bị giảm áp mức độ vừa. Một người có tiến triển nặng bệnh giảm áp giờ thứ 22 do lặn sâu, đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo sinh tồn, đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền kịp thời mới có khả năng cứu sống bệnh nhân.